con với chả cái, bố láo bố toét. Mình thì lo nghĩ cho sức khỏe của nó, mà nó lại bảo mình là già rồi cổ hủ. Chị nói thế mà nghe được à? Đấy, đấy là lời mà mẹ chồng mình nói với mình khi mà hai mẹ con có cự cãi với nhau. Xin chào mọi người, mình là Linh. Năm nay mình 26 tuổi, hiện tại thì mình đang là nhân viên văn phòng. Và hiện thì mình cũng đã có một cháu nhỏ, cháu được 7 tháng tuổi rồi. Mình với chồng thì ở cùng với bố mẹ chồng. Và mình cũng thấy là mình khá là may mắn khi mà mẹ chồng và mình thì cũng khá là hòa thuận. Mẹ chồng mình rất là tốt với mình, bà thì rất là yêu thương con cháu. Mình với bà thì cũng có khá khá điểm chung, ví dụ như là thích đi shopping và thích nghe nhạc thính phòng. Thế cho nên là hai mẹ con cũng thỉnh thoảng dẫn nhau ra ngoài để đi mua sắm và nghe nhạc cùng với nhau. Từ khi mà mình về làm dâu thì hai mẹ con chưa xảy ra bất cứ một cái mâu thuẫn nào cả, cho đến khi mà mình mang thai và sinh em bé. Mọi người thì chắc cũng biết rằng là các cụ thì thường có những quan niệm về ở cữ rất là khắt khe. Ví dụ như là mình ăn uống thì phải kiêng khem rất là nhiều, ăn thì phải ăn nhiều móng giò và để cho lợi sữa, mặc quần áo thì phải dày, đi bít tất, đeo bông bịt tai, rồi là không được tắm rửa gội đầu trong vòng 1 tháng để mà tránh cảm tránh gió. Mà mình là một người trẻ thì đối với mình những cái quan niệm như vậy nó, mình thấy nó rất là cổ hủ. Mình sinh em bé thì vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6, trời nóng đỉnh điểm, nhưng mà mẹ chồng mình nhất quyết không cho mình tắm rửa gội đầu vì sợ là bị hậu sản, là mình thực sự rất là khó chịu. Cũng có nhiều lần là mình đã lẻn đi tắm, thế nhưng mà bà như kiểu gắn cái camera ở trên người ấy, xông vào rồi lôi mình ra ngay. Nhưng mà cả ngày thì nắng nóng, mặc quần áo dày cộm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà mẹ chồng mình không cho mình đi tắm. Mình nói thật là đến chồng mình còn lảng tránh mình cái thời điểm đó. Mà cũng có lần là mình không chịu được nữa, thế nên mình cãi lại mẹ chồng mình. Thì mình cũng có nói là những cái quan niệm như vậy thì nó không khoa học, thì nó rất là cổ hủ. Thế là sau đấy hai mẹ con có không nói chuyện với nhau khoảng vài ngày. Chồng mình ở giữa thật sự rất là khó xử. Sau cái lần đó thì mình có hỏi ý kiến của bạn mình. Bạn mình thì đang là bác sĩ tại một bệnh viện phụ sản. Thì bạn mình có giới thiệu cho mình cái bộ sản phẩm gội xả, thảo dược, gừng dừa hữu cơ của nhà có cây hoa lá. Thì ngay hôm sau bạn mình đến luôn nhà mình và đem theo bộ sản phẩm đó để mà tư vấn và thuyết phục mẹ chồng mình. Theo như lời bạn mình tư vấn thì cái bộ gội xả thảo dược gừng dừa hữu cơ này có chiết xuất từ gừng và dừa tươi với những cái sơ gừng hữu cơ nguyên chất và có tác dụng là làm ấm cơ thể này, lưu thông khí huyết, đảm thông kinh mạch rất là tốt cho cơ thể. Trong thành phần thì không có chứa những cái chất hóa học gây độc hại cho cơ thể như là silicon, paraben hay là những cái hương liệu, cho nên là rất là an toàn và lành tính cho các mẹ bầu hoặc là các mẹ sau sinh. Bạn mình cũng khuyến khích mẹ chồng mình dùng cái bộ gội xả gừng dừa hữu cơ này để mà tránh rụng tóc và tránh cảm lạnh nữa. Và bạn mình thì cũng phân tích ra những cái hệ lụy của việc của những cái phương pháp mà ở cữ truyền thống ấy, là phản khoa học cho mẹ chồng mình nghe. Sau khi mẹ chồng mình được đả thông tư tưởng thì mẹ mình cũng đã xuôi xuôi. Và cho đến khi mà dùng thử bộ sản phẩm thì mẹ mình thực sự là hoàn toàn bị thuyết phục. Và mẹ mình có review là khi mà gội đầu ấy thì da đầu cũng ấm ấm và cơ thể thì cũng ấm theo. Cho nên mẹ mình rất là thích bộ gội xả gừng dừa hữu cơ này. Không khí gia đình mình lại vui vẻ và ấm cúng như trước. Và nhờ có bộ gội xả gừng dừa hữu cơ này mà mình và mẹ chồng lại có thêm một điểm chung nữa. Giờ thì tuần nào hai mẹ con cũng xách cặp dầu gội để đi gội đầu massage dưỡng sinh ấy. Và dù đã qua cái thời gian ở cữ rồi nhưng mà mình thực sự mình vẫn rất là muốn trung thành với sản phẩm này.